Thưa quý khán giả, nắng nóng vẫn tiếp tục xảy ra tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Trời ít mây và có nắng chói chang trong ngày, kéo theo chỉ số tia UV tăng mạnh và đạt đến ngưỡng rất nguy hại cho làn da con người khi phải tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Do đó, khuyến cáo người dân nếu ra đường vào thời điểm từ 11 đến 15 giờ thì nên che chắn để hạn chế tia bức xạ tím. Ngược lại, trên khu vực các tỉnh miền Tây Nam Bộ, nắng cũng xảy ra nhiều trong ngày nhưng với cường độ nắng không mạnh và nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng chỉ dao động là từ 31 đến 33 độ. Dịch xuống với các tỉnh ven biển Trung Bộ, từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ trưa chiều nay tại khu vực này dao động ở mức là từ 24 đến 27 độ. Trở ra Bắc Bộ, thời tiết phổ biến là không mưa và có nắng từ sớm. Nhiệt độ cao nhất ban ngày tại khu vực này phổ biến là từ 22 đến 24 độ. Ở trên biển, quần đảo Hoàng Sa trời không mưa, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Còn vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi và có gió đông bắc mạnh cấp 5, riêng phía tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 gây biển động nhẹ. Và phần cuối sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các tỉnh và thành phố trên cả nước trong ngày hôm nay.